cân điện tử GiaFast xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về những dòng cân điện tử chuyên để cân mít anh chị ha. Nói về cân mít thôi thì chúng ta lại chia ra là cân điện tử cân mít muối nè, cân điện tử cân mít trái nè. Với dòng mà cân điện tử cân mít trái thì chúng ta có nhiều cái dạng cân, ví dụ như dạng cân wifi, hay là cân sàn dốc mít, hay là cân xe nâng để cân mít, là những cái dòng cân phổ biến mà để cân những cái bội mít lớn ở miền Tây anh chị. Thì video này sẽ gửi cho anh chị đầy đủ những dòng cân điện tử này luôn anh chị ha. Đầu tiên thì là chúng ta sẽ đến với dòng cân điện tử chuyên cân mít muối. Với dòng cân điện tử chuyên cân mít muối thì chúng ta có nhiều cái mức cân như là 150 kg, thì nó tương ứng với bàn cân inox là 40x50, hay là 300 kg tương ứng với 50x60, hay là nhiều hơn nữa là 500 kg tương ứng với bàn cân inox là 60x80. Thì tùy theo cái nhu cầu thực tế cái sử dụng ở xưởng mít của anh chị á, thì anh chị có thể tùy chọn những dạng cân tương tự như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến những dòng cân điện tử chuyên để cân mít trái anh chị ha. Đầu tiên là dòng cân wifi. Cân wifi là dòng cân mà không dây, nghĩa là cái đầu cân với cái bàn cân nó không có sợi dây nào dính với nhau, để mình tiện lợi mình di chuyển cái bàn cân ở sau đuôi xe tải á. Còn cái màn hình số thì gần ở chỗ mình ghi sổ ha, chứ nó không có liên quan tới cái mạng wifi internet nhà mình đâu, nó cũng không liên quan đến mạng 4G gì đâu ha, bản thân nó chính là cân không dây mà thôi. Vậy dòng cân wifi này giúp chúng ta nè có bánh xe di chuyển để dễ dàng mình di chuyển cái bàn cân nè, kết nối không dây nó tiện hơn cho mình, và quan trọng nhất nó là tính tổng tiền được cho mình luôn. Cho nên cái dòng cân này rất được nhiều anh chị ở Đồng Nai chọn cái dòng cân này để cân mít tính tiền cho khách. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến Tiền Giang để xem mọi người cân mít như thế nào nha. Vẫn còn cân đồng hồ anh chị ơi, một số vựa mít vẫn dùng cân đồng hồ nhưng mà nó kém bền lắm, nó không phù hợp với cân mít nữa, cho nên một số anh chị mới chuyển dần sang cân điện tử. Và đầu tiên đó là cân sàn dốc mít. Thì với cái dạng cân này mình dùng với cái xe đẩy tự chế của mình luôn. Đầu tiên mình đẩy cái xe không lên, sau đó mình bấm ta re để âm trọng lượng của cái xe mít á ha. Sau đó mình kéo xuống, mình bỏ mít vô và mình đẩy lên cân, thì nó hiển thị trọng lượng của mít thôi, chứ nó không hiển thị cái trọng lượng của cái xe nữa. Và bền hơn cả thì chúng ta lại có một cái dạng cân dốc mít này nữa, nó liền khối. Đầu tiên là cái sàn cân nó thấp hơn cái dạng cân vừa rồi, cho nên mình kéo cái xe mít lên á, nó dễ dàng hơn. Thứ hai là cân này nó liền khối, nó dễ cân hơn và dễ di chuyển cân hơn từ vị trí này sang vị khác trong nhà xưởng mình á. Mà chúng ta cân mít để lên container thì như thế nào? Với cái số lượng mít nhiều và lên container liên tục thì chúng ta lại nghĩ ngay đến cái dòng cân điện tử cân xe nâng để chuyên cân mít như thế này anh chị ạ.
và chúng ta đã vừa xem qua tất tần tật những dòng cân điện tử để chuyên cho cân mic anh chị ha. Cân điện tử cân mic muối, cân điện tử cân mic trái bao gồm là cân wifi hay là cân sàn dốc mic hay là cân xe nâng để cân những cái bộ mic lớn ở miền Tây á. Anh chị ha, thì giờ chúng ta sẽ xem lại một lần nữa ha để xem là cái dạng cân nào nó phù hợp nhất với cái nhu cầu thực tế sử dụng của mình. Chúng ta đã vừa xem qua những cái dòng kênh điện tử chuyên cân mic anh chị ha. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy video clip này nó hữu ích, nó mang đến cho những anh chị những thông điệp hữu ích về những dòng kênh điện tử chuyên cân mic, thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh tử gia phái anh chị ha, từ hướng dẫn sử dụng đến hướng dẫn sửa kênh điện tử luôn. Và nếu như mà anh chị đang cần một cân điện tử để cân mic thì đừng quên gọi đến số điện thoại hotline của công ty cân tử Gia Phát anh chị ha, đó là 0909 899 833. Đây là số điện thoại hotline quen thuộc của công ty cân tử Gia Phát ạ. Một lần nữa cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.